Câu số 48 cho hàm số f(x) có đạo hàm f' và đồ thị của f' trên đoạn từ trừ 2 đến 6 như hình vẽ. À, chỗ này là đồ thị của f'. Giờ dựa vào đây thì em thấy nè, cái phương trình f' bằng 0 nó đang có một nghiệm là âm 1 và nghiệm thứ hai là 2. Như vậy thì em sẽ đi lập cái bảng biến thiên của hàm số f(x) ra. Thì từ 2 cho đến 6 thì mình thấy đồ thị của hàm số f' nằm trên, cho nên là nó dương, tức là mang dấu cộng. Từ trừ 1 đến 2 thì đồ thị của f' đang nằm dưới trục ô x, như vậy mang dấu trừ. Và từ trừ 2 đến trừ 1 thì đồ thị f' nằm trên, do đó nó sẽ mang dấu cộng. Vậy thì mình vẽ được cái chiều biến thiên của nó ra, cộng, trừ, cộng. Thì tại trừ 2 tức là mình sẽ được f của trừ 2, tại trừ 1 là f trừ 1, hai là f2 và tại 6 là f6. Thì là mình có f trừ 2 bé hơn f trừ 1, f trừ 1 thì lớn hơn f2 và f của 2 bé hơn f6. Rồi mình coi mình có loại được đáp án nào hay không. Câu A, f trừ 2 bé hơn f trừ 1, đúng không? F trừ 1 bé hơn f2, nhưng mà mình đúng là f trừ 1 phải lớn hơn f2, như vậy câu A sai đúng không chị? Này câu A là nó sai cái khúc này. Rồi. Câu B, f2 bé hơn f trừ 2. F2 với f trừ 2 không so sánh được. Rồi f trừ 2 với f bé hơn f trừ 1. F trừ 2 bé hơn f trừ 1 thì cái này đúng nè. F trừ 1 bé hơn f6. F trừ 1 với f6 cũng không so sánh được luôn, như vậy thì câu B này tức là mình chưa biết. Câu này có khả năng đúng, để đó thôi. Rồi câu C, F trừ 2 bé hơn F2. Hai anh này không so sánh được. F2 bé hơn F trừ 1. F2 bé hơn F trừ 1. À, cái này đúng nè. Còn F trừ 1 với F6 thì mình cũng sẽ không so sánh được. Như vậy câu C này thì mình cũng chưa biết được, để đây. Rồi câu D, F6 bé hơn F2. F6 đây, F2 đây, mình mới nói nè. F6 thì lớn hơn F2. Như vậy câu này sai. Này sai khúc này, như vậy loại luôn. Câu B nó để là F2 bé hơn F-2. Còn câu C là F-2 bé hơn F2. Như vậy thì mình chỉ cần so sánh hai cái âm F-2 với F2 thôi. Rồi. Như vậy để xuất hiện được F-2 và F2 thì đây, em sẽ đi lấy, em đi tính thức phân. Phân cái biện thứ nhất là em tính thức phân này. Cộng từ trừ 2 cho đến trừ 1. Còn cái để mà xuất hiện được F2 thì em sẽ đi tính thức phân của cái biện dưới này. Thì mình thấy rõ ràng là cái diện tích ở trên này nó sẽ bé hơn cái diện tích ở dưới này, đúng không chị? Thì em giả sử trên này em đặt là x1 đi, dưới này là em đặt là x2. Thì vậy mình sẽ có công thức tính x1. x1 sẽ là nguyên hàm của f'. Để mà tìm f thì cứ lấy nguyên hàm của f'. Rồi bây giờ cần của mình là đi từ trừ 2 cho đến trừ 1. Và không cần dấu giá trị tuyệt đối luôn, tại vì nó nằm, đồ thị của nó nằm trên ô x rồi. Rồi như vậy thì mình sẽ được nguyên hàm của f' là f(x) gạch cận từ trừ 2 đến trừ 1, thì mình thay vào chính f tại trừ 1 trừ cho f tại trừ 2. S2 thì chính là tích phân của f' dx. Bây giờ cái S2 thì cái đường f' nằm dưới, cho nên mình phải có thêm cái dấu trừ. Rồi cận từ trừ 1 đến 2, đổi cận lại là cận từ 2 đến trừ 1 thì đổi dấu luôn, f' dx. Như vậy em thay vào nó chính là f tại trừ 1 trừ cho f tại 2, thì mình có là x1 bé hơn x2, nên mình sẽ suy ra được f tại trừ 1 trừ cho f tại trừ 2 mình sẽ bé hơn f tại trừ 1 trừ f2. Thì trừ 1 với trừ 1 mình đơn giản đi, mình còn trừ f tại trừ 2 bé hơn trừ f2. Hai dấu trừ thì đơn giản, như vậy bên đây mình còn f tại trừ 2, chia cho dấu trừ thì mình phải đổi dấu lại, lớn hơn f2. Như vậy f trừ 2 lớn hơn f2, tức là f2 bé hơn f trừ 2. Vậy mình sẽ chọn đáp án là câu B nhé chị.